tìm chìa khóa ở chỗ điểm rủ. Điểm rủ. Có đám sáng không? Cũng được con này, con này có thể cắt thì thôi. Giật cái bóng ở đây, bóng nó sẽ làm cái gì? Nổ hai cái quầy bì trước xong cái này cái thứ hai chỉ là để cái tăng này đi rồi cái tăng rồi gần nhất rồi nổ một cái hai cái sai phá thôi. Ui đứng lên không tới chưa rồi tới chưa rồi. Tìm chìa khóa là khu vực này như điểm xuống xíu có con này nó đỡ đi. Ba chìa khóa nè. Không có con kia sao phá được người ta phá được không? À, phá được nè. Mày đã đuổi giữ e đợi nó bắn mình cho tôi quay lại cho mình rồi.
Như là tới từ nhỏ chứ không phải từ nhỏ cho lớn cho. Đây chính là điểm. Có lá không?